Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Ở video này em xin phép cập nhật cho tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn mình về cái việc liên kết cái ví vào trong cái app Satoshi để rút cái đồng OEX, anh chị. Hiện tại là các chức năng lỗi á, là bên dự án của app Satoshi họ đã khắc phục về cái code Gmail rất là nhiều rồi, nên là chúng ta cứ thoải mái mà làm. Còn nếu mà anh chị nào vẫn chưa liên kết thì chúng ta phải làm ngay nha. Hôm nay á, là gần hết hạn để cho chúng ta liên kết ví, và những ai không được á, thì chúng ta sẽ xem một số lỗi em đưa ra trong cái video này và chúng ta bắt đầu làm. Đầu tiên á, nói về cái việc liên kết địa chỉ ví vào trong cái app Satoshi, em có làm rất nhiều video và đăng ký cái sàn OpenAX luôn. Nói chung là có hết, thì em sẽ để tất cả các thông tin, các video đó ở trong cái phần mô tả của video này. Đây, lấy ví dụ chúng ta đang xem video này. Anh chị chúng ta có cái lỗi nào mà chúng ta chưa biết á, thì anh chị sẽ nhấp vào cái phía dưới của cái tiêu đề có chữ xem thêm đây. Đây, chị nhấp vào cái chữ thêm thì ở đây sẽ có rất nhiều cái video nha. Có rất nhiều nè anh chị, thấy không ạ? Đây. Thì anh chị chúng ta xem nha, chúng ta coi có cái nào đó không được á, thì chúng ta sẽ hỏi bình luận trong video hoặc là trong cộng đồng của em ha. Rồi bây giờ hôm nay là ngày 24, ngày 27 tháng 4 này, tức là ngày 27 tháng 4 này, nếu như anh chị không liên kết cái địa chỉ ví vào trong app Satoshi để rút cái đồng OX á, là qua ngày 27 là những cái đồng đó sẽ không được rút nữa, có thể là sẽ bị đốt nha. Nên là chị phải làm tranh thủ nha anh chị. Rồi, để em vào cái app Satoshi cho anh chị xem. Anh chị vào cái mục của tôi phía dưới bên phải. Chúng ta vào cái biểu tượng phía bên phải Ethereum ha. OX. Ở đây mình đã liên kết rồi, nhưng mà nó bảo liên kết địa chỉ gốc á, tức là bình thường. Tại vì sao ạ? Tại vì trong giai đoạn này họ vẫn cho chúng ta thay đổi địa chỉ, nếu như cái địa chỉ cũ của chúng ta nó bị hack hoặc là chúng ta không muốn dùng nó nữa, thì chúng ta nhấp vào liên kết địa chỉ gốc rồi chúng ta liên kết dán vào cái địa chỉ mới, sau đó nhập cái mật khẩu quỹ. Anh chị nào đã làm đúng rồi thì chúng ta không cần làm, nhưng mà khoảng gần ngày 27 có nghĩa ngày 26 chúng ta rảnh, chúng ta vào chúng ta làm một lần nữa cho chắc ăn nha anh chị. Rồi, đó là cái thông tin. Còn một số anh chị chúng ta chưa làm thì tranh thủ làm ha, hoặc là chúng ta bị lỗi thì chúng ta sẽ xem cái video này. Em xin phép cập nhật một số lỗi cơ bản cho anh chị ha. Nếu không xác minh được cần làm các bước, cái này là tham khảo anh chị. Một, thông thường á, là chúng ta nên tắt nguồn điện thoại. Ở đây nói luôn ha, điện thoại mình sử dụng nhiều á, lâu năm á, hoặc cái hệ điều hành nó cũ rồi á, nó sẽ có hai trường hợp. Anh chị xài khoảng vài ngày á, chúng ta sẽ tắt nguồn rồi chúng ta mở lên. Nếu anh chị mà chúng ta khởi động á, là nó rất là nguy hiểm. Nếu mà cái điện thoại anh chị sử dụng nặng quá, nhiều quá, hoặc là hệ điều hành nó cũ quá mà anh chị khởi động, thường nó sẽ bị treo logo. Mà nó treo logo là chúng ta phải đi ra tiệm, chúng ta chạy chương trình lại. Mà đã chạy chương trình lại rồi thì những cái thông tin này kia, những cái mật khẩu hay là cái địa chỉ ví, cái cụm khay ví của anh chị đã lưu mà chúng ta lưu trên điện thoại đó, chúng ta chưa ghi vào cuốn sổ trực ký là sẽ bị mất hết. Anh chị lưu ý nha, chỉ tắt nguồn mở lên, không có khởi động nha. Rồi tiếp theo, nếu mà chúng ta tắt nguồn mở lên mà không được thì chúng ta sẽ chuyển sang cái mạng Wi-Fi hoặc chúng ta chuyển sang cái mạng 4G. Thường bị lỡ mạng nó chúng ta cũng sẽ không xác minh được anh chị. Xác minh là quét gương mặt á nha. Rồi các lỗi này chúng ta cập nhật app thì anh chị cứ vào trong Share Play nè. Gõ cho em cái chữ là Satoshi. Nếu mà có cập nhật anh chị cập nhật nha. Còn nếu không có thì có nghĩa là nó đã update rồi. Tiếp theo là cái bước thứ tư, xóa app rồi tải về rồi đăng nhập, tức là nếu mà anh chị không 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 vào được thì chúng ta nhắn giữ nó. Đâu rồi? Chúng ta xóa nó. Nhưng mà trước khi xóa là anh chị phải xem coi mình có lưu cái mật khẩu đăng nhập hay không. Ha, coi mật khẩu mình còn giữ hay không, mật khẩu quỹ này kia các kiểu này để tránh việc chúng ta không có nha. Rồi tiếp theo,
Nếu mà chị làm rồi không được nữa thì chúng ta có thể mượn điện thoại của người thân của bạn bè, hoặc là cái điện thoại nào mà nó mới hơn, nó xịn hơn, thì chúng ta sẽ tải cái app về, sau đó chúng ta đăng nhập theo cái thông tin tài khoản của chúng ta và chúng ta làm nha. Rồi tiếp tục cái bước, cái trường hợp thứ sáu, xác minh vào thời điểm ít người làm. Nhiều lúc anh chị chúng ta xác minh vào cái thời điểm ví dụ buổi sáng hoặc là buổi trưa, thậm chí là buổi chiều mà nhiều người làm quá, thì đôi lúc chúng ta sẽ bị lỗi gì ạ, OTP cái Gmail, hoặc là chúng ta sẽ không xác minh quét gương mặt được. Cái cách quét gương mặt thì chúng ta để cái gương mặt của chúng ta vào trong cái vòng tròn, thì nó có yêu cầu quay trái quay phải, ngước lên trên, ngước lên trên hoặc là ngước xuống dưới, hoặc là chúng ta nhìn thẳng, hoặc là chúng ta cười hả miệng vậy đó, thì anh chị cứ làm ha. Và đặc biệt á, làm là phải đúng với gương mặt đầu tiên lúc chúng ta đăng ký app nha. Và tiếp tục cái này cái quan trọng là phải cho phép app Satoshi truy cập các quyền máy ảnh để xác minh. Thì khi anh chị liên kết ví xong á, trước khi quét cái gương mặt á, xác minh á, thì họ kêu là cho phép app Satoshi truy cập vào các quyền. Nếu anh chị chặn không cho phép á, là nó sẽ không có liên kết vào được trong cái camera điện thoại để quét đâu. Nên là chúng ta cần mở các nguồn ở đó. Thì các nguồn của nó nằm ở đâu, các quyền ở đó chúng ta nằm ở đâu, chúng ta nhắn giữ nó này, chúng ta chọn vào chữ y, hoặc là anh chị vào trong cái cài đặt á. Rồi ở đây chúng ta thấy cái quyền của ứng dụng nè, ở đây ảnh và video nè, anh chị thấy mà cho phép này. Nếu mà chúng ta lỡ không cho phép á, thì chúng ta phải mở lên cho phép nha. Và các quyền ở đây nhạc chạm thanh rồi nè, đó là nó phải có nha. Rồi đó là về cái một số cái lỗi cơ bản mà chúng ta không làm được, tranh thủ làm anh chị. Rồi em nói thêm, nên đăng ký một sàn OpenX. Tại sao chúng ta phải đăng ký một cái sàn OpenX? Cái sàn OpenX đây em cũng nói rất là nhiều rồi, đây là cái sàn VIP của cái Delco luôn, rất là tốt luôn anh chị, trực quan dễ sử dụng. Hiện tại nó còn mới nên là đôi lúc nó bị lắc thật, nhưng mà em nói anh chị họ sẽ còn cải tiến nữa và sẽ còn rất nhiều cái tính năng. Nói chung đây là một cái sàn top, rồi chúng ta nên đăng ký. Và nói về cái video đăng ký sàn này á, thì em cũng để dưới phần mô tả này anh chị xem nè, nó có nhiều lợi thế lắm, anh chị cứ đăng ký đi trong vòng 5 phút mà nó đơn giản hơn các ngành khác. Ở đây anh chị thấy mà có video hướng dẫn nè. Rồi tại sao chúng ta phải đăng ký cái sàn này, ít nhất là một một sàn. Nhất nó là cái sàn VIP của Delco, cái tiệm nó rất là tốt nha. Hai là nhiều chức năng Airdrop Sucking Co hoặc là OX Clam Wrap, thì anh chị chúng ta sẽ vào trong cái sàn của nó. Anh chị vào có một hub này, hiện tại trên cái mạng Comenet á, thì nó ít, nhưng mà anh chị nhấp vào phía trên bên phải, chúng ta chọn sang cái mạng long cách nét là chúng ta sẽ thấy có nhiều chức năng, đúng không ạ? Nó đang xây dựng, người ta đang xây dựng rất là nhiều, và hiện tại nó đang có chức năng Airdrop, cái đồng là AGIX để chúng ta nhận cái đồng OX này ha. Anh chị thấy rồi, anh chị nhấp vào phía trên bên phải là chúng ta chọn comment net. Rồi nó sẽ list nhiều con trong cái hệ co hoặc là những cái đồng khác. Nói chung một cái sàn nếu mà nó uy tín đó, là nó không có list những cái đồng coi bừa bãi đâu anh chị. Nó phải có những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như cái sàn Binance, anh chị muốn list trên cái sàn của nó là nó đòi hỏi rất là nhiều. Nhất là cộng đồng của bạn bao nhiêu, thanh khoản của bạn bao nhiêu, hợp đồng contract của bạn ổn không, rồi chế độ mở khóa hay là khóa tốc cành này kia. Rồi nó sẽ có những cái chương trình chẳng hạn như là anh chị phải chi cho họ bao nhiêu nữa, kiểu vậy. Thì em xin phép vào cái sàn OpenX nha. Đầu tiên là anh chị chúng ta vào trong cái app Satoshi trước. Đây là cái kênh chính thức nè, anh chị có thể tìm hiểu thêm ha. Đây rồi chúng ta vào OpenX. Anh chị thấy hiện tại là có cái đồng khơm đang list, và có một cái đồng meme nữa, đó là cái đồng phum gì đấy, nó cũng đang đăng ký trên đây. Ở đây anh chị thấy là họ có thông báo do sự phổ biến của coin of meme khơm, nhiều dự án đang hỏi cách liệt kê mã thông báo sáng tạo của họ trên ứng dụng OAX. Đây là nơi bạn có thể gửi thông tin mã thông báo của mình. Nhóm công nghệ của chúng tôi sẽ xem xét tính bảo mật và tuân thủ, đồng thời các mã thông báo phù hợp với văn hóa cộng đồng của chúng tôi, cũng như cung cấp đủ độ an toàn và thanh khoản để được ưu tiên niêm yết. Hãy tham gia cùng chúng tôi để mở rộng sinh thái sao động của chúng tôi. Đó, thì sau này những cái đồng nào muốn list trên cái sàn của họ là phải
gửi theo cái biểu mẫu này và phải đảm bảo hết các tiêu chuẩn của họ mới được click nha. Tức là họ kiểm soát để tránh cái việc click cánh lồng cam. Cái sàn Matchbox là một trong những cái sàn mà click con gác rất là nhiều. Anh chị thấy mà nó click và nó khi click xong cái sàn đó thường thường nó giảm rất là sâu luôn. Nên á, cái đó là không phải là hướng đi của cái sàn OpenX này ha. Nên là chúng ta phải đăng ký cho một cái sàn để đó anh chị. Nó đơn giản dễ sử dụng ha, an toàn, tiềm năng phát triển lớn. Anh chị muốn tìm hiểu thì chúng ta xem cái video hướng dẫn đăng ký này, đăng ký để đó cho em. Tại vì á, em nói thêm, đây là cái video hướng dẫn đăng ký sàn OpenX nè. Khi chị đăng ký xong rồi, chúng ta cần lưu ý một cái chỗ cho em à. Là anh chị vào có một setting phía dưới bên phải này. Ở đây nó có một lọc backup. Ở đây anh chị nhấp vào á, là chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu 6 số vào. Sau đó anh chị sẽ thấy một cái cụm có thể là 12 chữ tiếng Anh, hoặc là một cái dãy số và chữ liên tục. Đó là cái cụm khai ví, cũng là cái khai sàn. Cái này vừa là ví vừa là sàn. Nếu mà anh chị mà làm mất nó hoặc ai đó biết sẽ vào được cái ví của anh chị dù bất cứ nơi đâu nha. Nên cái này là ghi vào cuốn sổ nhật ký cho em là một. Cái thứ hai nữa, tuyệt đối không đưa cho bất kỳ ai ha. Cái này là cái chìa khóa duy nhất để vào. Nếu anh chị làm mất là anh chị sẽ không vào được ví, và nếu anh chị cho người khác biết coi như là cái ví chứ anh chị xác định là bỏ, tại vì họ đã biết là họ vào họ lấy hết những cái câu những cái tóc cành của anh chị đó. Rồi và thông thường cái điện thoại của chúng ta chỉ sử dụng được một là cái ví MetaMask hoặc là chấp với lệch, chúng ta không có nhân bản được. Thì em nghĩ đây cũng là một cái sàn, cũng là một cái ví tốt để cho chúng ta hold những đồng coin tốt trên đây. Còn cái ví MetaMask chấp với lệch đó chúng ta có thể dùng để làm airdrop hoặc là chúng ta hold những cái đồng khác. Còn cái này là chúng ta chuyên để hold những đồng coin và chúng ta gửi staking những chẳng hạn như đồng co hoặc là OX, sau này họ sẽ có chức năng staking anh chị. Hiện tại cái đồng khơm đã list trên đây thì nó cũng đang có sự điều chỉnh rồi, nó còn cái giá này nè anh chị. Rồi mọi người chưa làm là phải đăng ký liên kết ví vào trong cái app ngay. Chúng ta còn thời hạn là khoảng là 3 ngày, nếu anh chị không làm là chúng ta sẽ không nhận được OAX nha chị. Và cái app Satoshi này cũng là một trong những cái nền tảng Europe rất là tốt hiện tại và trong tương lai. Anh chị nào chưa có thì chúng ta cũng có thể đăng ký để chúng ta xem tham gia những cái Europe hiện tại ha và trong tương lai nha mọi người. Rồi em xin phép dừng video nha. Có bác chị nào chưa đăng ký cho em một cái lượt like đăng ký kênh ủng hộ nha.